Tì luôn nghe bà, siêu sao luôn. Rồi tiếp theo là cây mã số 03 nha bà. Mình quay cái video này ngắn gọn, nó đầy đủ những gốc mai của chú ba luôn nha. Đế này ba chân nha bà, rất khéo rất đẹp nha. Rồi tiếp theo là cây mã số 04 nha các bạn. Đây thì chú ba chia sẻ hình con rà nha. Hôm nay chú ba vô phân thêm nữa các bạn, vô phân đất vô thêm. Rất là đẹp luôn nha mấy anh em. Cây này mã số 04 nha. Tiếp theo là cây mã số 05 nha. Hôm nay mình sẽ quay ngay tổng kết luôn của những gốc mai của chú qua luôn. Rất là đẹp nha các bạn. Rất là đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Mai này Tết chỗ rất là đẹp nha. Mà cây này mã số 05 nha các bạn. Tiếp theo mình gửi các bạn là mã số 06 nha. Đây. Cây này có thân hình giống như con khỉ các bạn. Thì ở khu vực này chỉ có chú ba, ổng là sở hữu được những cái gốc mai bonsai cực kỳ đẹp nha. Đây. Gốc mai xù nha các bạn. Khi lên bonsai rất là chuẩn và đẹp luôn nha.
Đây là cây mã số 06 nha các bạn, của chú Bano nha. Rồi tiếp theo là mình quay cây mã số 07 nha. Đây, cây này mã số 07 nha các bạn. Rất tuyệt vời luôn các bạn ơi. Quá đẹp. Thì mấy cây này nói chung thì hoành nó cũng tương đương gần cỡ 20 không các bạn. 22 20 25. Cây này mã số 07 nha. Rồi tiếp theo mình quay là cây mã số 08 nha các bạn. Đây. Và bạn xem bộ đế nha. Đấy, quái không? Cực kỳ luôn á. Quá đẹp. Mã số 08 nha các bạn. Mình quay tổng hợp cái những gốc mai của chú Ba nha. Rồi cây này là chú Ba chia sẻ là hình cái con rùa nha các bạn. Đây. Bộ tán nè các bạn. Đây, mình mời bạn xem nha. Nó tựa giống như cái lưng con rùa vậy. Chứ nó không có giống hoàn toàn đâu nha các bạn. Cây này mã số 09 nha. Tiếp tục là cây mã số 10 nha các bạn. Đây. Cây mã số 10 đế cứng ghê không? Dày. Dữ dằn không? Quá đẹp luôn các bạn ơi. Rồi, tiếp theo là cây mã số 11 nha các bạn. Đây. Thằng kinh không? Quá đẹp. Rất là đẹp nha các bạn. Rồi tiếp theo là cây mã số 12 nha. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Tuyệt vời nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Mình sẽ quay ngắn gọn thôi nha. Tại vì mình có những cái video mà nó chi tiết rồi các bạn. Nên bây giờ mình sẽ quay ngắn gọn thôi. Hoành 20 nha. Rồi, tiếp theo là cây 9, 10, 11, 12, tới cây 10, 13 nha các bạn. Đây. Cây 13 thì chú Ba không có chia sẻ nha các bạn. Là hình con nai nha. Hai cái đuôi nè, hai giò trước nha. Thì nói chung mấy cái cây mai của chú Ba nó tương đương bằng nhau không các bạn ơi. Tính luôn chậu là chừng cỡ khoảng 1,5 m không đó các bạn. Được ha. Rồi, cây mã số 13 nha các bạn. Hình con nai nha. Rồi mình sẽ kết thúc, mình sẽ qua cây mã số 14 nha các bạn. Đây, mình mời bạn xem nha. Đế siêu quái luôn. Tuyệt vời các bạn ơi. Quá tuyệt vời luôn. Cực kỳ luôn nha. Rồi, cây này là mã số 14 nha. Rồi, tới cây mã số 15 nha các bạn. Mời các bạn cùng xem cây mã số 15 luôn nha. Này mình chỉ quay ngắn gọn thôi. Rồi tiếp tục là cây mã số 15 nha các bạn. Đây. Đế nhô lên cao nha. Có một cái thân hình cực kỳ luôn nha.
Hôm nay thì chú Ba không đi đám các bạn. Mình tính xuống quay chú Ba. Coi mình hỏi chú coi cái vườn mai này được bao nhiêu năm và cái kỹ thuật. Thì chú Ba không đi đám các bạn ơi. Thì hẹn cái dịp sau nha các bạn. Đây là cây 16 nha các bạn. 15 chứ. 12 qua 14 15 đúng rồi. Cây này mã số 15 nha. Mình có quay video rồi các bạn. Rồi tiếp theo là mình muốn gửi đến các bạn là cái cây hình con cá sấu này nha. Hình con cá sấu này thì mình sẽ review chi tiết cụ thể hơn nha. Từng chi tiết luôn. Đây. Đây. Đây các bạn. Có một cái chân nè. Nó từ từ giống nha các bạn. Quá trời đẹp luôn. Cực kỳ luôn nha các bạn. Wow. Siêu phẩm luôn. Cây này là mã số 17 nha các bạn. Hôm nay mình sẽ tổng hợp những cây mai của chú Ba luôn. Review nhanh luôn cho các bạn không có mất thời gian nha. Rồi tiếp theo là cây 18. Cây 17 nha các bạn. 7 8 19. Đúng rồi. Cây cá sấu là 16 nha.